Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 5 tháng 7 thì Xuân Đỉnh sẽ tiếp tục lên clip để giới thiệu đến các bác những sản phẩm mới về. Thì video này cả Xuân Đỉnh có cả súp, cả loa lời, cả một cặp loa Thụy Điển và hai chiếc âm ly hàng bãi Nhật để phục vụ cho các bác phối ghép về những bộ âm thanh của nhà mình. Và các bác có nhu cầu mua sản phẩm nào thì các bác cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số lợi trên bài là 0395 727582. Tôi chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Và những sản phẩm đây thì cửa hàng Xuân Đỉnh đều ship hàng toàn quốc và giá bán thì không bao gồm phí ship. Các bác có thể qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng để xem test sản phẩm. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết và báo giá công khai cặp đầu tiên sẽ quay cho các bác trong video buổi trưa ngày hôm nay. Đó là cặp loa đến từ Thụy Điển. Đây là một cái Xuân Đỉnh tháo luôn bên trong này. Hôm nay thì thiết kế loa rất đơn giản, cái phần âm sắc thì tiếng lại rất là tốt. Mặt loa lưới sắt dính liền, một bát 20 và một tép đôm. Loa của nó là loa Luso. Đấy, các bác có thể check model của nó. Luso là một trong những thương hiệu loa đến từ Thụy Điển. Đây là một cái Xuân Đỉnh đã mở ra cái nắp loa phía đằng sau. Đây là cái bông tiêu âm. Đấy. Luso này thì một bát 20 và một tép. Gần như cái loa này gọi là loa toàn giải rồi. Đây này, Xuân Đỉnh cũng tháo luôn cả loa cho các bác xem. Đấy. Loa này là loa toàn giải luôn các bác. Đấy. Và là các bác có thể đánh loa giải rộng cũng được. Tiếng rất là tốt. Phần này mà các bác nghe nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc xưa thì nghe trong này thì cực kỳ là chuẩn. Đấy. Khi nắp vào thì sẽ đặt vào đây. Đấy. Đây thì Xuân Đỉnh cũng rất là tò mò nên muốn tháo cái loa này ra. Đấy. Thiết kế loa rất đơn giản. Một tép đôm, một bát 20, thùng nạm gỗ, góc cạnh thùng, lưới sắt đầy đủ hết. Đây là bông sợi tiêu âm. Thiết kế loa thì đơn giản nhưng chất âm thì lại không hề đơn giản một chút nào. Vì đây cũng là những dòng loa châu Âu và những cái model này thì nó khá là hiếm. Loa rất đặc biệt nha. Bác nào mà muốn thẩm âm kỹ càng thì các bác qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng. Còn nếu như các bác nào mà đã tin tưởng cửa hàng Xuân Đỉnh cũng như bán bằng cái uy tín của mình, với cái phân khúc tầm tiền thì Xuân Đỉnh giao lưu với các bác cặp loa này chỉ có 3 triệu đồng. Thùng nạm gỗ 3 triệu đồng. Góc cạnh thì nó chỉ chảy xước nhẹ thôi nhưng không có bể nở gì nhiều cả. Nó có chảy xước nhẹ nhưng không có bể nở hay bị vỡ. Mức giá 3 triệu đồng để các bác trải nghiệm một cái cặp loa Thụy Điển. Loa rất là hiếm. Loa này thì có trở kháng là 8 ohm. Còn không thích ghi về công suất vì đây nó thực dạng là loa toàn giải rồi, độ nhạy cao nên cũng không cần phải những âm ly công suất khỏe, chỉ cần âm ly vài chục watt hoặc những âm ly xuất âm tụ đánh những cặp này rất là hay. Bát 20, gân bút màng giấy, loa toàn giải, một tép đôm ở phía bên trên. Mức giá tiền là 3 triệu đồng. Loa này thì kích thước có chiều cao là 40, chiều ngang của nó là 25, chiều sâu của nó là 20, thùng nạm gỗ. Đấy, các bác có nhu cầu alo Xuân Đỉnh. Các bác cứ gọi là loa Thụy Điển, mức giá là 3 triệu đồng và giá bán thì không bao gồm phí ship. Loa đã test là hoạt động tốt rồi. Cặp loa rất là chất lượng nha. Tuy rằng giá tiền thì nó không phải là lại đắt tiền, nhưng ngược lại thì để nói về cái chất âm cũng như với cái phân khúc loa bát 20 mà giá chỉ có 3 triệu đồng. Ở đây thì Xuân Đỉnh nhập trong lô thì mới có giá rẻ như vậy. Thế nên bác nào mà cần những cặp loa thì cứ alo Xuân Đỉnh. Đấy. Loa Thụy Điển giá 3 triệu đồng. Súp Yamaha SVK500. Hàng nội địa của Nhật và được sản xuất tại Nhật Bản luôn. Bát 20 năm, gân của nó là gân vải màng giấy. Súp này thì Xuân Đỉnh cũng về thường xuyên rồi. Vào đánh trong này thì tiếng quá tuyệt vời, rất là êm. Cắt tần của dòng này đến tận 40Hz. Và súp này thì nó nặng là 20kg một chiếc. Vì sao mà những dòng này thì vẫn được các bác ưa chuộng? Vì thứ nhất là giá tiền ở cái phân khúc tầm tiền bát 20 thì đây là dòng loa bát 20 năm thì đây là dòng loa súp và có mức giá tốt nhất thị trường với những cái tầm tiền phân khúc 6 triệu đồng. Bát 20 năm các bác, chứ không phải là bát 20 đâu, bát 20 năm. Nam châm kép gân vải màng giấy zin tuyệt đối. Lỗ tông hơi phía trước cắt tần sâu xuống tận 40, đây là volume. Căng cước đầy đủ và đẹp neng keng. Trọng lượng của loa súp là 20kg. Ở cái đời SVK500 này thì nó hay, nó là gì, nó sản xuất tại Nhật Bản, điện 100V luôn chứ không phải là hàng Malaysia hay là hàng Indo gì cả. Đây là phía đằng sau. Nội địa Nhật, toàn tiếng Nhật luôn, điện 100V. Đời này thì hôm nay lại phiên bản cho các bác là 100W này. Đằng sau còn đẹp. Đây là tín hiệu đầu vào, có đảo pha, cắt tần đầy đủ hết. Đấy. Nặng 20kg nữa. Chiếc súp này thì ở cái phần mặt vỏ của nó thì nó được phủ một cái lớp
nhựa ở bên ngoài để tránh bị ẩm hay là bị lở loét về thùng. Đấy. Nên các bác nhìn thì nó có những cái vết xước, nhưng đấy đặc trưng của nó khi các bác cạo tay vào này, nó đều có vết xước rồi. Đấy. Còn góc cạnh thùng thì đẹp, nặng súp 20 kg. Súp này thì phù hợp cho các bác là nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Và súp điện thì nó sẽ không ăn công suất của âm ly. Và quan trọng nhất là đây là hàng nội địa, đây các bác đừng gắm nhầm điện thôi. Còn các bác có thể ghép tốt các loại âm ly cục đẩy. Và chơi rất hay ở phòng gia đình diện tích 30m² để nghe nhạc và hát karaoke. Giải trầm rất tốt nhé, cắt tần sâu 40Hz. Phím bật tắt nguồn. Đấy. Volume cắt tần rất là tiện dùng. Cái này các bác chỉ cần đặt tay vào các bác xoay. Đấy. Là lên rồi. Đấy. Cái này này. Rất dễ. Chứ không cần phải, đây là gọi là tránh tầm tay trẻ em. Súp Yamaha SVK500 mức giá rất tốt, chỉ có 6 triệu đồng. Đường kính chiều cao nó là 45, chiều ngang của nó đạt là khoảng 35 và chiều sâu nó đạt là 42. Trọng lượng của nó là 20kg, riêng một chiếc súp này không nhé. Đấy. Mức giá thì chỉ có 6 triệu đồng thôi, ghép tốt các loại âm thanh gia đình nghe nhạc và hát karaoke. Ở sang bên này thì nó là một cái cặp loa trợ lời, hôm trước Xuân Đỉnh cũng có bán, hôm nay lại về thêm một cặp. Đây là hàng sản xuất là nội địa của Nhật và đời cao thì nó sẽ sản xuất tại China. Đây thì Xuân Đỉnh cũng nói rõ luôn chứ không có úp mở cái gì cả. Nhưng đây là hàng xịn nhá. Cái bát này nhiều bác chơi với âm thanh các bác cái nói luôn là cái côn loa này là 6 lớp. Đấy, côn loa bát 6 lớp. Trên dòng này chịu tải hát karaoke rất là tuyệt vời. Bát 16, 2 tép đa hướng, 2 lỗ thông hơi. Đấy, trở kháng của loa là 8 ohm. Đây là phía đằng sau cho mình quay cho các bác này. Trở kháng của loa là 8 ohm, công suất maximum 200W. Đây là cái lớp xi đề can. Đấy, nó có bong, còn thùng thì không có bể nở gì cả. Đấy, cái này thì kệ nó chẳng ảnh hưởng gì. Đấy, Xuân Đỉnh bán thì các bác cũng không có mông má gì cả. Vì cái cặp loa này thì nó rất là bình dân, rẻ tiền. Nhưng chất lượng âm thanh để các bác hát hoặc là các bác làm lời cho những bộ karaoke thì cực kỳ đẳng cấp nhé. Model của nó là 161. Trở kháng 8 ohm, công suất maximum 200W. Loa chịu tải công suất lớn, côn loa bát 6 lớp để các bác hát karaoke nó mới chịu tải được. Hôm nay thì đẳng cấp hơn những dòng loa Bose hoặc là những dòng JBL Canthol rất là nhiều luôn. Mức giá tiền là 1,6 triệu. Bề ngang của nó là 35, chiều sâu của nó là 20. Loa là một bát 16 gân mút màng giấy, 2 tép giấy đa hướng. Mức giá là 1,6 triệu các bác nhá. Loa này là loa karaoke 161, các bác cứ bảo với Xuân Đỉnh như vậy cho nó dễ, hoặc là loa karaoke 1,6 triệu. Căng lưới sắt sơn mà tĩnh điện, lưới sơn tĩnh điện luôn nha. Tem logo đầy đủ hết. Đây là hàng nội địa của Nhật. Mức giá là 1,6 triệu. Hiện tại Xuân Đỉnh cũng đang để dành 2 cặp để hát karaoke gia đình rồi. Dòng này thì thỉnh thoảng mới có 1-2 cặp thôi. Giá rất là mềm. Sang bên này thì nó là một chiếc âm ly Pioneer. Dòng này dòng 7,700. Đàn em của 7,900. Nói là đàn em thì nó không đúng, như dòng này sản xuất trước, sau đó đến 7,900 thì nó gọi là đàn anh. Nhưng ngược lại thì mình hay gọi là đàn em. Size chuẩn 42, điện 100V, dòng này có công suất là 110W, chạy sò 2 vít xanh đen. Dòng này ghép tốt các loại loa bát 20-25, tiếng rất là hay. Đấy, mức giá là 3 triệu đồng. Máy móc ruột gan đã kiểm tra là còn đẹp, sạch sẽ, chức năng hoạt động tốt, có 2 đèn tia. Pioneer 7,700, mức giá là 3 triệu đồng các bác nhé. Các bác nào đang có những cặp loa Pioneer, những dòng CF45 hoặc là những dòng Pioneer 55 Twin đã đánh cặp này rất là hay, hoặc những cái book sell của Kenwood Onkyo đánh rất là tốt, đẹp. Mức giá là 3 triệu đồng. Âm ly Pioneer model của nó là 7,700. Hàng nội địa của Nhật nha. Bên này thì là một chiếc âm ly i5. Đấy. Riêng cái dòng i5, i7, i9 thì nó có cái điểm đặc biệt nhất, đó là cái phần đằng sau này. Đấy. Đấy. Nó có cái đường Prewood này. Cái đường này thì các bác thay được một cái rè hay còn gọi là một cái equine cũng rất là tiện dùng. Khi các bác cắm hai đầu jack vào đây và cắm hai đầu jack còn lại vào một cái âm ly hoặc một cục đẩy khác để các bác lấy tín hiệu âm thanh qua phần âm sắc của dòng này thì cực kỳ là đẳng cấp. Đấy. Ngoài ra thì nó vẫn như một chiếc âm ly bình thường, có cầu loa ra, công suất 90W, máy chạy là 4 sò. Đấy. Dòng i5 này thì đấy là đặc biệt, nó là như vậy nhá. Vẫn có chỉnh ba check đầy đủ trên máy. Đấy. Có ba lăng, có lau lớp, bên này là các đường vào. Cũng là size 42, điện 100V. Chiếc âm ly này đang có mức giá là 2,5 triệu, ghép tốt các loại loa bát 20-25 trở lại. Đấy, các bác nào mà đang chơi những cặp Kenwood 101 hoặc những cặp Kenwood LS500
3.5 rãnh cặp này rất là hay, rẻ tiền nhưng mà chất lượng âm thanh rất tuyệt vời. Đấy. Mức giá là 2,5 triệu. Omnipioneer AI5 có chỉnh bass chép đầy đủ trên máy, công suất 90W, phù hợp nghe gia đình rất tuyệt vời. Đây là những sản phẩm mà Xuân Đỉnh vừa quay chi tiết trong video buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng. Nếu các bác có nhu cầu thì alo Xuân Đỉnh. Xin kính chào các bác.